Yến tìm đến dịch vụ thuê người yêu và vô tình người đàn ông được giới thiệu cho cô chính là Phong. Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do, Yến, Hoàng Thùy Linh bất ngờ tuyên bố với gia đình đã có người yêu 2 năm. Con giấu bố với ông một chuyện, con có quen một người 2 năm nay rồi. Anh ấy rất tốt, cô nói. Nguyên nhân khiến Yến tuyên bố điều này là bởi muốn bố và ông vui lòng. Quả thực, ông Trọng rất vui khi nghe con gái thông báo. Đồng, Trọng Lân cũng tưởng thật mà trách em, yêu đương 2 năm nay mà cả nhà chả ai biết gì cả, mày giấu kín thế. Tuy nhiên, thực tế Yến lại tìm đến dịch vụ thuê bạn trai. Thông qua một người bạn, cô được giới thiệu đi gặp một chàng trai để ký hợp đồng làm bạn trai, dẫn về ra mặt bố và ông. Bạn của Yến cho biết đó là một người đàng hoàng, chưa biết gì về Yến, cho đến khi nào cô đồng ý thì mới ký hợp đồng. Cô bạn gửi ảnh và thông tin chàng trai này cho Yến. Yến ngã ngửa khi người đó lại chính là Phong, Nhan Phúc Vinh. Có lẽ, chính Yến không biết mình đã nằm trong tính toán của Phong. Trong khi đó, Đông chẳng hề hào hứng với chuyện tổ chức đám cưới với Mai. Mai dẫn Đông đi tút lại nhan sắc trước ngày cưới. Đông cau có khi bị Mai chê già, Đông bảo vẻ đẹp của mình là vẻ đẹp trưởng thành, còn Mai thì giận dỗi muốn người yêu phải thay đổi theo ý mình. Mai bảo mình đã đi chọn váy cưới nhưng chưa quyết vì phải hỏi ý kiến của bố và ông, bởi có khi ông và bố Đông lại thích cháu dâu mặc áo dài. Đông chẳng hào hứng gì với những điều Mai nói. Tuy nhiên, thấy Đông vẫn làm theo yêu cầu của mình thì ánh mắt cô nhìn anh lập tức có sự thay đổi. Ở nhà, cụ Mão già bệnh nên ăn uống ít. May mắn ông đói bụng thì có bà cô của Huyền mang đồ ăn sang cho ông ăn lén.